núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hai câu lục bát này không biết từ bao giờ đã thấm sâu vào tâm tưởng của mỗi người chúng ta, giản dị chất phát như tuổi ấu thơ, gần gũi như chính hơi thở của mình, tha thiết như hồi chuông ngân giữa giờ tĩnh mịch, và rất thật như sự hiện hữu của đất trời. Người xưa đã thử khái quát công cha nghĩa mẹ bằng những ngôn từ mộc mạc nhưng đầy hình tượng lớn lao như thế đó. Hai câu thơ đã trở thành ca dao, là lời ru đồng đàn lưu truyền từ đời này sang thế hệ khác. Nhưng những người con của cha mẹ kính yêu vẫn cảm thấy nó chưa thật đầy đủ, vẫn muốn tô điểm cho càng thêm tuyệt đẹp chân dung của hai đấng đã tạo nên và nuôi dưỡng con cái bằng chính máu thịt công sức của mình, bằng vô vàn nỗi gian truân, hy sinh không bờ bến. Ngôn từ của lòng hiếu thảo, dù thô sơ hay hoa mỹ như thế nào đó, tự chung vẫn là những tình khúc chân thật nhất của nhân loại, bởi nó bắt nguồn từ đáy tâm hồn. Phải hiểu ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiến nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta uống nước nhờ. Làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong công đức sinh thành. Người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiến nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta uống nước nhờ. Làm con phải công cha như núi Thái Sơn,
nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như
Thank you.
mẹ là vòng tay, bác ôm con qua những ngày đông. Mẹ là giống sông để con tâm mát chưa hè. Mẹ là dặn che che bóng con đi học về. Mẹ là bữa đêm để con vui vẫn thanh diều. Mẹ là bậc thang để con bước lên đỉnh cao. Mẹ là ánh sao để con ước ao bao điều. Mẹ làm thật nhiều chỉ mong con yêu thành công. Mẹ chỉ ước mong cho mai sau con sẽ nên người. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều. Mẹ luôn là phật sống của đời con. Mẹ cho con tình yêu cao quý. Mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ. Những tháng ngày làm lũ vì con, đào làm con luôn thấu hiểu. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Thank you.
tạo các tổ quản lý cấp học mầm non của thị xã Đông Triều trở về nơi này, thắp đèn tâm nhang chia buồn cùng gia đình gia quyến. Tình biệt này chúng tôi đã phút bản đèn phút bản đèn bắt đầu. Thank you.
họ mặt về đây để sẻ chia nỗi mất mát đau thương với gia đình. Em ơi, nỗi việc đi này chẳng ai mong sau này đến, chẳng ai muốn, nhưng có ai tránh được bao giờ. Thế gian vật đổ sau đời, chẳng có gì giữ lại được vĩnh cửu, chỉ có tình người còn vọng mãi đến mai sau. Chúng tôi xin khóc nén hương trầm với niệm em. Người em, người chị, người cán bộ đảng viên gương mẫu của khu phố chúng tôi thành kính phân kinh, xin cảm ơn ban tang lễ, cảm ơn gia đình nhà hiếu. Trời soi một kiếp dòng trời, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bùi ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui.
nào xóa bỏ không hay. Xin có hẹn nhân từ lại bất kỳ, đời người ai cũng phải một lần xa đi cuối cùng. Và giờ này đây đứng trước linh sản của bà, đặt cái nhãn tâm linh, xin phép hương linh bà có đôi lời trao cho các con cùng toàn thể các quyến thương thân bà trước giờ phút bà đi xa mãi mãi. Mẹ thương ơi, giờ này đây nhìn làm khói hương trời biên, đứng bên mẹ lúc này chúng con đang lắng tai nghe sự yên lặng của mẹ, người mẹ hiền đầy lòng bao dung, tình yêu thương con không bờ không bến. Mẹ đã cho chúng con hành trang và lẽ sống, mẹ đã cho chúng con hết trọn cuộc đời. Mẹ vẫn còn kia nơi căn nhà ấm cúng, vẫn còn kia lời dạy bảo ân cần, và vẫn còn kia hơi ấm của tình thương. Nhưng mẹ ơi, mẹ có hay chăng, từ ngày hôm nay trong căn nhà này bóng cưng vắng chỗ đủ cửa đức. Giờ đây chúng con xin cúi đầu dâng tính gần nhà, cháu con đau xót họ hàng như hết thương, âm dương cách biệt dặm trường, trần đan đeo luyện vẫn vương lệ sầu. Và mẹ ơi, đứng trước linh sản mẹ lúc này, chúng con cũng đang lắng tai nghe sự im lặng của một đời con. Trong sự im lặng ấy là cả một nỗi đau, một nỗi đau đau đến xé lòng, bởi chúng con biết rằng từ nay chúng con đã mất mẹ thật rồi. Mẹ đã phải xa đi, đi xa mãi mãi. Mẹ đi nhà trông giường không,
thương mẹ nức nở nghẹn lời nóng xa, gửi lòng vào tiếng kèn đồng, thở than than thở khóc mẹ qua đời. Nhớ mẹ xa gần bằng ngơ, tìm mẹ giờ đây chúng con chỉ thấy khói hương ảnh mờ. Chỉ còn ít phút cuối cùng nữa thôi là bà Đỗ Thị Hai đã phải rời bỏ người chồng thân yêu, các con các cháu cùng bà con làm xóm để bà ra đi mãi mãi. Và giờ đấy đây, đoàn Kim Nhạn xin được thay lời cho người chồng thân yêu của bà có đôi lời tiễn biệt bà trước giờ phút bà đi xa. Mình ơi già khéo gan sầu, hai chân tôi bước thấp bước cao nặng nề, thương mình lòng già tái tê, âm dương canh chờ vẽ chim chung mình. Mình đi thì yên bổn phận mình, còn tôi nặng gánh gia đình từ nay. Hai con còn thở dại lắm mình ơi, thiếu mẹ dạy bằng chỉ bảy điều anh, mẹ bằng duyên phận đắng cay, mẹ nồng san sẻ từ nay đâu còn. Nhìn trăng hết tuyết lại tròn, tình mình chẳng thấy chập chờn đắng cay. Mình ơi sao vội đi đây, để tôi vỏ bỏ căn thô này lùng. Mình đi thăm thẳm nghìn trùng, mang theo cả giấc tương phùng chi ân. Thôi đành thương nhớ để tân, mình ơi nắm đó có thấu chân cho lòng. Và giờ này đây đứng trước minh sản của bà, đoàn Kim Nhạn tâm linh xin được thay cho người chồng thân yêu của bà, các con các cháu cùng bà con làm xóm cầu chúc cho hương hồn bà sớm được về yên nghỉ bên cõi Phật qua bản đạo, lạy Phật quan âm. Đoàn kính chúc bà dưới sức phàm còn được siêu sinh tịnh độ, được bình yên đời cõi đi thẳng. Và để tưởng nhớ tới hương hồn bà đàn cuối, xin mời đoàn dành cho bà một phút bằng niệm, phút bằng niệm xin lỗi. Trên đời của gia đình nhà Hiếu xin đã được gửi lời cảm ơn tới đoàn Kim Nhạn tâm linh thành phố Hải Phòng vừa rồi đã về làm lễ dâng hương trước tết của bà. Phần này
bỏ không hay. Trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, trên một chiều hôm nay đây bà Đỗ Thị Hai đã không còn, các con các cháu của bà đang thương khóc bà mà không nói nên câu, chỉ biết thành tâm cúi xin Bồ Tát rủ lòng thương tiếp dẫn chân linh bà về miền thơm hương. Qua những cánh hoa tươi thắm bà đội tung hoa tâm linh, thành cho chồng con cùng toàn thể thân nhân tâm quý của bà kính dâng lên bà những cánh hoa tươi thắm, làm hành trang cất bước bà về miền thơm hương được siêu thoát vãng sanh nơi cửa Phật. Và giờ này đây nghi lễ tung hoa xin phép được bắt đầu. Mẹ hiền ơi, mẹ lặng lẽ về cung hư không, hát tiễn biệt mẹ trong cõi lòng tâm lo, chúc cho tinh quản đau trong nước mắt, phút chia xa chúng con nghiêng trả ở môi.
tình đồ sớm về nơi đất Phật trở che. Mẹ hiền ơi, dẫu biết rằng trần gian là cõi tà, đời vô thường người đến rồi đi, nhẹ bước yêu du mẹ về cõi Phật. Cõi ta bà hết kiếp nhân duyên, miền Tây Phương nơi mẹ sẽ đến, kiếp hồng trần mẹ gửi đài thế gian. Mẹ hiền ơi, ban ngày này chúng con tính tình tình mẹ, công dưỡng rồi muôn đời không kể xưa. Nghĩ về mẹ, nghĩ về mẹ cõi hương lòng xa xưa, tình yêu người hiền hầu tựa liên hoa. Giờ đây mẹ đã đi xa, các con các cháu của mẹ chỉ biết dâng lên mẹ ngàn hoa thơm ngát, lan bầu ngọc tiên cài mẹ ơi sớm về. Xin mời các con các cháu cùng toàn thể thân nhân đang viếng nội ngoại của bà, chúng ta hãy cùng với đoàn tu la tâm linh chắp tay niệm Phật A Di Đà để cầu cho bà sớm được siêu thoát về yên nghỉ bền cõi Phật. Bà sống hồn tháp thiền phù hộ độ trì trước chồng con cháu chắc, cùng toàn thể thân nhân đang viếng nội ngoại của bà được đời đời mạnh khỏe bình bình an. Nam mô A Di Đà Phật. Đoàn xin kính chúc bà ra đi luôn được thanh thản bình yên nơi cửa Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Hương Hồn, đồng chí Đỗ Thị Hai, kính thưa gia đình nhà Hiếu, kính thưa ban tang lễ, kính thưa các đồng chí đảng viên trong đảng bộ, thưa toàn thể nhân dân. Đồng chí Đỗ Thị Hai sinh ngày 27 tháng 5 năm 1975 tại xã Hồng Thái Đông, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, chú quán tại thôn Yên Dưỡng, xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí là ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã Hồng Thái Tây nhiệm kỳ 2020-2025, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường mầm non Hồng Thái Tây. Sau thời gian năm 7, đồng chí đã được các thầy thuốc, y bác sĩ hết lòng cứu chữa, gia đình hết lòng tận tâm chăm sóc, họ hàng và các tổ chức đoàn thể động viên thăm hỏi. Nhưng do bệnh nặng, đồng chí không qua khỏi và đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 7 giờ 35 phút ngày 4 tháng 9 năm 2024, tức ngày 2 tháng 8 năm Giáp Thìn. Đồng chí hưởng dương 50 tuổi. Ngay sau khi đồng chí qua đời, ban chấp hành đảng bộ xã Hồng Thái Tây cùng với gia đình đã thống nhất và quyết định
lễ tang. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ, thưa toàn thể nhân dân, buổi sáng hôm nay, ngày 6 tháng 9 năm 2024, Ban chấp hành đảng bộ, chính quyền địa phương, Ban tang lễ và gia đình tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Đỗ Thị Hai về nơi an nghỉ cuối cùng. 50 mùa xuân, một cuộc đời trải qua những giai đoạn thăng trầm của lịch sử, đồng chí luôn sống cần cù, giản dị, đức độ, làm gương cho gia đình và con cháu cùng mọi người noi theo. Đồng chí luôn phát huy vai trò tiên phong của người đảng viên, chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, của ngành. Nay, đồng chí Đỗ Thị Hai không còn nữa. Trong giờ phút truy điệu và tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng, có các đồng chí trong Ban chấp hành đảng bộ, các vị đại biểu đại diện cho đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, cùng các ban ngành, đoàn thể xã Hồng Thái Tây, xã Hồng Thái Đông, các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ. Tiếp theo chương trình, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Văn Khánh, đảng ủy viên, chủ tịch hội nông dân, văn phòng đảng ủy, đọc quyết định trao lại thẻ đảng cho gia đình đồng chí Đỗ Thị Hai. Xin trân trọng kính mời. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ thị xã Đông Triều, Đảng ủy xã Hồng Thái Tây, quyết định số 219 Hồng Thái Tây ngày 5 tháng 9 năm 2024, quyết định về việc trao lại thẻ đảng của đồng chí Đỗ Thị Hai. Ban chấp hành Đảng bộ xã Hồng Thái Tây căn cứ điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện hướng dẫn số 01 ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ đảng, hướng dẫn số 09 ngày 5 tháng 6 năm 2017 của Ban Tổ chức Trung ương về việc quản lý sử dụng thẻ đảng viên, quyết định điều 1 nay trao lại số đảng, đảng số 19070960 của đồng chí Đỗ Thị Hai cho gia đình đồng chí giữ làm lưu niệm. Điều 2, các đồng chí tổ chức đảng ủy, văn phòng đảng ủy, chi bộ trường mầm non thực hiện quyết định này thay mặt Ban chấp hành đảng bộ xã, bí thư đã ký Lương Văn Đại. Kính thưa gia đình nhà Hiếu, kính thưa ban tang lễ, kính thưa các đồng chí đảng viên trong đảng bộ, thưa toàn thể nhân dân, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hồng Thái Tây, Phó trưởng ban tang lễ, lên tóm tắt sơ lược tiểu thử và có lời hiếu tiễn biệt đồng chí Đỗ Thị Hai. Xin trân trọng kính mời. Kính viếng hương hồn đồng chí Đỗ Thị Hai, kính thưa gia quyến đồng chí, kính thưa các quý vị đại diện cho lãnh đạo đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các cơ quan, đơn vị. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể nhân dân. Nhận được tin đồng chí Đỗ Thị Hai từ trần, ai cũng bùi ngùi tiếc thương. Hôm nay, trong nỗi buồn khôn xiết, chúng ta có mặt tại đây để làm lễ truy điệu tiễn biệt đồng chí Đỗ Thị Hai về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng chí Đỗ Thị Hai là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, là người cán bộ, người đồng chí thân thương của chúng ta không còn nữa. Do bệnh hiểm nghèo, đồng chí đã được thầy thuốc, gia đình, con cháu tận tình chăm sóc, cứu chữa. Nhưng do bệnh trọng, đồng chí đã từ biệt chúng ta về với cõi vĩnh hằng vào lúc 7:35 ngày 4 tháng 9 năm 2024, tức ngày 2 tháng 8 năm Giáp Thìn, tại gia đình Hưởng Dương 50 tuổi. Đồng chí ra đi để lại cho gia quyến, đồng chí, bạn bè cùng bà con lối xóm làng xã niềm tiếc thương vô hạn. Đồng chí Đỗ Thị Hai
sinh ngày 25 tháng 5 năm 1975, tại thôn Thượng Thông, xã Phạm Hồng Thái, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Nay trú tại thôn Yên Dưỡng, xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân giàu truyền thống cách mạng. Đồng chí được gia đình nuôi ăn học. Khi trưởng thành, đồng chí tham gia nhiều vị trí công tác. Quá trình công tác của đồng chí Đỗ Thị Hai, từ tháng 9 năm 1992 đến tháng 6 năm 1993, đồng chí theo học lớp sơ cấp nhà trẻ mẫu giáo tại quận 8, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Từ tháng 9 năm 1993 đến tháng 12 năm 1997 là giáo viên mẫu giáo và tham gia học lớp trung cấp bồi dưỡng giáo viên chuẩn hóa tại phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều. Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2002 là giáo viên ban chấp hành công đoàn trường mầm non Hồng Thái Đông. Từ tháng 1 năm 2003 đến tháng 12 năm 2007 là giáo viên trường mầm non Hồng Thái Đông. Trong quá trình công tác, đồng chí có nhiều thành tích, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 5 năm 2005 tại chi bộ 6 Đảng bộ xã Hồng Thái Đông. Từ năm 2008 đến tháng 8 năm 2014 là cấp ủy chi bộ phó hiệu trưởng trường mầm non Hồng Thái Đông. Từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 3 năm 2018 là phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng trường mầm non Hồng Thái Tây. Từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 4 năm 2020 là bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường mầm non Hồng Thái Tây. Từ tháng 5 năm 2020 đến nay, đồng chí là đảng ủy viên, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường mầm non Hồng Thái Tây. Với nhiều cương vị công tác khác nhau, đồng chí luôn là tấm gương cho chúng ta học tập về đức tính tận tụy trong công việc nhằm thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Đồng chí đã đóng góp phần lớn công sức của mình để phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Trong quá trình công tác, đồng chí đã có nhiều thành tích. Đồng chí được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đồng chí được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục và được các cấp, các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen khác. Đồng chí Đỗ Thị Hai, 55 tuổi đời, 19 năm tuổi đảng, 31 năm công tác trong ngành giáo dục thị xã Đông Triều. Đồng chí luôn một lòng kiên trung với Đảng, gắn bó với nhân dân, xây dựng quê hương, đất nước. Kính thưa gia quyến đồng chí Đỗ Thị Hai, kính thưa các đồng chí cùng toàn thể nhân dân. Trong quá trình công tác, đồng chí xây dựng gia đình riêng với ông Bùi Văn Hậu, hiện đang công tác tại Cục C10, Công an Trại Giam Quảng Ninh. Đồng chí sinh hạ được hai người con, các con của đồng chí, cháu lớn, hiện đang học thạc sĩ tại trường Đại học Hà Nội. Cháu thứ hai là học sinh lớp 11B1 tại trường Trung học Phổ thông Hoàng Hoa Thám. Các con của đồng chí ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, luôn kính trọng ông bà, cha mẹ. Cả cuộc đời công tác của đồng chí Đỗ Thị Hai luôn gương mẫu, giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ đảng viên. Trong công tác cũng như trong cuộc sống gia đình, đồng chí cùng chồng con động viên giúp đỡ nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước, nhân dân giao phó. Kính thưa ban tang lễ cùng toàn thể nhân dân và gia đình nhà hiền, đồng chí Đỗ Thị Hai, đảng ủy viên, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường mầm non qua đời là nỗi đau mất mát không gì bù đắp được. Đối với đảng bộ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, chi bộ trường mầm non Hồng Thái Tây mất đi người đồng chí, đồng nghiệp, kiên trung, mẫu mực. Gia đình, bạn bè, làng xóm mất đi người thân yêu, hiền lành, đức độ. Đồng chí Đỗ Thị Hai không còn nữa, nhưng những công lao đóng góp của đồng chí được đảng bộ, nhân dân xã nhà ghi nhận. Cho
quyền xã Hồng Thái Tây xin chia buồn sâu sắc nhất với thân nhân gia quyến đồng chí. Trước những yêu cầu nhiệm vụ mới, sự nghiệp của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã nhà cùng chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tập thể cán bộ, đảng viên, ban chấp hành đảng bộ xã quyết tâm đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện các mục tiêu đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã đề ra. Xin kính điệp đồng chí Lê Cõi Vĩnh Hằng. Giờ tiếng điệp đồng chí Đỗ Thị Hai đã đến để tỏ lòng thương tiếc và kính điệp đồng chí lần cuối. Xin đề nghị các đồng chí và toàn thể nhân dân đứng dậy dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin kính mời ông Đỗ Văn Quân đại diện cho gia đình nhà Hiếu có lời cảm tạ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa các đồng chí đại diện, tôn đảng ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Đồng Thái Tây, kính thưa các ông bà đại diện cho ban lãnh đạo các cơ quan đoàn thể và các địa phương, kính thưa các bộ công tác bạn. Hôm nay gia đình nhà Hiếu chúng tôi là có trời xa xôi hay sao sáng trên bầu trời.
chịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ. Lời nguyện cầu từ chốn xa, mong ước con yên bình. Mẹ thật hiền tựa nắng mai ấm ôm con tháng ngày. Mẹ giờ này ở chốn rất xa, trong mơ con đã thấy mẹ. Mẹ dịu dàng hát khúc ca, sao con thấy mẹ buồn? Nhìn cánh đồng xa xanh, con nhớ về mẹ. Mẹ trở về với con ấm áp bên mái nhà, và từ bầu trời rất cao, mong ước con yên bình. Mẹ ngồi buồn ở chốn xa, nhớ thương con vắng mẹ. Mẹ cho con
mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt dọi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ, một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về trốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, thấy trong ta hiện bóng con người. Chạy vòng quanh một vòng tiêu tụy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị. Ngày xưa từng lời tà dương là lời mộ địa, từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe. Trong khi ta về lại nhớ gió hoang vu thổi buốt xuân thì ngọn gió hoang vu thổi buốt